Sau hai thành phố là Thanh Đảo và Đông Quản, ngày hôm qua, tỉnh Chiết Giang ở miền Đông Nam Trung Quốc cũng công bố dữ liệu ca mắc COVID-19 với số lượng lớn. Giới chức tỉnh này cho biết hiện mỗi ngày toàn tỉnh báo cáo hơn 1 triệu ca bệnh, thời kỳ đỉnh dịch có thể lên tới 2 triệu ca. Sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách kiểm soát dịch nghiêm ngặt, số ca COVID-19 ở nhiều địa phương liên tục tăng cao. Phát biểu tại cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh ngày 25 tháng 12, ông Du Tân Lạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh Chiết Giang cho biết hiện số ca bệnh ở tỉnh này đã vượt 1 triệu trường hợp mỗi ngày. Cũng theo quan chức này, dựa trên kết quả giám sát ca bệnh và điều tra ngẫu nhiên trong cộng đồng thời gian gần đây, dự kiến đỉnh dịch tại Chiết Giang sẽ đến sớm hơn và bước vào thời kỳ tăng cao khoảng trước và sau Tết Dương lịch. Trong khoảng thời gian này, số ca COVID-19 sẽ đạt tối đa là 2 triệu ca mỗi ngày và thời kỳ đỉnh dịch dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng một tuần. Được biết, tính đến cuối năm 2021, Chiết Giang có 65,4 triệu dân. Giới chức tỉnh này cũng cho biết số người đến các phòng khám sốt tại đây trong tuần qua đạt mức cao nhất là 408.400 lượt một ngày, gấp 14 lần bình thường. Trước Chiết Giang, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông và thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông cũng đưa ra các số liệu người mắc COVID-19 với quy mô từ 490.000 cho tới 530.000 người và 250.000 tới 300.000 người một ngày. 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở khách lao khỏi cầu và rơi xuống dòng sông ở Tây Bắc Tây Ban Nha ngày hôm qua. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 24 tháng 12 theo giờ địa phương khi chiếc xe khách của công ty Monbus trên hành trình từ thành phố Lugo tới Vigo và dừng lại ở một trung tâm cải tạo gần vị trí xảy ra tai nạn. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe buýt chở 8 người gồm một tài xế và 7 hành khách. Hai người sống sót là tài xế và một hành khách được giải cứu cách xa sông Leres và được đưa tới bệnh viện với các mức độ thương tích khác nhau. Tài xế âm tính với rượu và ma túy. Chiếc xe buýt chở khách đang trên hành trình từ Lugo tới Vigo thì gặp tai nạn. Chiếc xe đã rơi từ trên cầu xuống sông với độ cao khoảng 20 mét. Đây là một thảm kịch. Lực lượng chức năng hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân chiếc xe trượt khỏi con đường trên cầu và lao xuống sông. Tuy nhiên, thời tiết xấu cũng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến vụ tai nạn này.